Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Như chúng ta đã biết thì Bigger Team đã có một cái đoạn ghi âm trả lời câu hỏi giữa Nicolas và Sifan để có thể giải đáp những thắc mắc liên quan đến B-Network, mà trong đó có phần KIC. Thì ở phần KIC, Nicolas và Sifan có nói về việc mà họ phải mất thời gian trong việc hoàn thành các vấn đề liên quan đến KIC nhiều hơn những gì mà họ dự tính. Thì hôm qua đã có một banner đăng lên tấm hình về những giấy tờ chấp nhận KIC tại quốc gia Philippines. Và khác với Việt Nam thì các bạn thấy khi mà chúng ta KIC bằng Việt Nam ấy, ở Việt Nam thì chúng ta sẽ KIC trước tiên bằng 3 loại giấy tờ trước. Đó là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, thứ hai là giấy phép lái xe, thứ ba là hộ chiếu. Nhưng ở Philippines thì có đến 8 danh mục tài liệu được chấp nhận để KIC. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là 3 loại giấy tờ như ở Việt Nam chỉ là 3 loại giấy tờ cơ bản mà thôi. Và nếu tính ra 230 quốc gia trong thời điểm hiện tại mà mỗi quốc gia chỉ cần tối thiểu 3 loại giấy tờ là chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và hộ chiếu như Việt Nam, thì tối thiểu như vậy là đã có hơn 700 loại giấy tờ cần được xác minh với hơn 200 loại ngôn ngữ khác nhau. Cho nên là mất rất nhiều thời gian cho công việc đó. Đó là chưa tính đến những quốc gia như Philippines. Philippines mặc dù chưa phải là một cường quốc nhưng đã có đến 8 loại giấy tờ danh mục tài liệu được chấp thuận để KIC. Mà cụ thể ở đó, đó là có giấy phép lái xe như chúng ta biết, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân các bạn cũng biết rồi. Thứ ba là passport, hộ chiếu thì các bạn cũng biết. Thứ tư là thẻ BRC. Thứ năm là thẻ an sinh xã hội. Thứ sáu là thẻ thống nhất. Thứ bảy là thẻ bưu điện. Thứ tám là thẻ free health. Cho nên là 8 loại giấy tờ như vậy chỉ ở riêng Philippines thôi. Cho nên là cái lượng công việc người ta làm rất nhiều. Cho nên đó cũng là một lý do mà phần KIC bị chậm lại, cùng với việc mà họ phải hoàn thiện chuẩn để đáp ứng với các nước châu Âu. Và ngoài ra, ngày hôm qua đã có rất nhiều các pioneer ở Việt Nam mình được KIC thử nghiệm. Và trong phần KIC thử nghiệm này thì các bạn chỉ có 5 phút để làm thôi. Không chỉ vậy mà khi mà mình tham gia vào các cộng đồng B-Network khác thì người ta cũng chia sẻ những khó khăn liên quan đến quá trình KIC. Ví dụ như đây là một pioneer ở Nigeria, thì anh này chia sẻ là nhóm Bigger Team tuyên bố rằng BKIC chỉ sẽ xem xét trên thẻ nhựa, mà cụ thể là căn cước công dân. Nhưng chúng tôi là công dân của Nigeria, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được cấp thẻ căn cước nhựa. Tất cả hầu hết đang sử dụng thẻ bằng giấy do quốc gia cấp. Đó là mối quan tâm lớn nhất của tất cả chúng tôi và hàng ngàn người Nigeria đang khai thác bi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người đang lo ngại, tôi đang đề nghị đội ngũ Bigger Team cho phép người Nigeria sử dụng số định danh quốc gia tại chỗ bằng thẻ bản nhựa. Đó, cho nên các bạn thấy rằng là riêng vấn đề KIC nó rất là mất thời gian là vì vậy. Khi mà các bạn tham gia vào các cộng đồng B-Network của các quốc gia khác ở phần chat, thì các bạn có thể nghe được những cái khó khăn của những quốc gia khác. Ở đó họ đã chia sẻ với nhau những vấn đề, những khúc mắc của từng quốc gia, những khó khăn riêng của quốc gia họ, mà nhất là trong vấn đề KIC. Và như cái cộng đồng trao đổi về vấn đề KIC mà do chính Nicolas lập ra, cũng có 911 mang tên là Coptic 1 đã chia sẻ về vấn đề KIC bên Trung Đông. Đó là bởi vì những quốc gia ở Trung Đông và những quốc gia ở khu vực xung quanh đó, họ có rất ít cái khả năng mà có được cái đường truyền mạng tốt và nhanh. Vì vậy họ đề nghị là sẽ sử dụng thêm giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe bằng các ngôn ngữ địa phương. Thì họ có thêm những cái phần như là giấy khai sinh bằng các ngôn ngữ địa phương nữa. Thì khi mà các bạn vào phần KIC tập trung như thế này thì có rất nhiều vấn đề được nêu ra, thậm chí từ năm 2020. Và nếu như những vấn đề đó là hợp lý và Bigger Team người ta chưa làm hoàn thiện hết thì bắt buộc họ phải làm hoàn thiện trong thời gian này. Hoặc ở đây có 911 bi Việt Nam mang tên là Tạ Phong cũng có chia sẻ về vấn đề liên quan đến KIC. Anh nói là hiện tại ở Việt Nam và một số quốc gia đã ban hành luật để gắn chip điện tử
lên giấy tờ nhận dạng của mỗi người. Do đó, KYC có thể thêm tiện ích xác minh thông qua việc quét mã để xác minh danh tính. Các bạn có thể thấy được là riêng vấn đề KYC mà xử lý cho hơn 200 quốc gia thì nó rất là mất thời gian. Vì vậy thì các bạn hãy dừng cái việc hỏi khi nào KYC lại. Bởi vì với số lượng công việc đồ sộ thì chúng ta phải để cho họ có thời gian để xử lý tất cả mọi công việc. Mình tin là những bạn cứ hối thúc KYC hoặc các bạn nói rằng là không có thời gian KYC cụ thể là mơ hồ. Ví dụ hoặc những bạn bình luận như không KYC thì không giải quyết được vấn đề gì, hoặc là có cái KYC mà làm không xong, thì căn bản là các bạn chưa hiểu về quá trình KYC này và bạn không thể lấy ứng dụng KYC của B-Network để so sánh với các ứng dụng KYC khác. Nếu như bạn muốn viết ra một cái trang web sàn trao đổi coin, nó mất khoảng tầm 8 tuần và đó chỉ là sàn mà các bạn có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Còn nếu như các bạn sử dụng thêm càng nhiều ngôn ngữ thì công việc đó sẽ tăng gấp bội. Cho nên về vấn đề xác minh KYC, chúng ta có thể nắm được những cốt lõi như sau. Thứ nhất, họ phải giải quyết vấn đề về các ngôn ngữ của các quốc gia, trong đó cụ thể là các loại giấy tờ khác nhau. Thứ hai là các vấn đề liên quan đến việc mà họ phải phân chia những số bi mà các bạn trả cho quá trình tiến hành KYC vào từng giai đoạn hợp lý. Thứ ba là giải quyết về vấn đề công nghệ liên quan đến KYC, vấn đề công nghệ liên quan đến việc che hình ảnh khi mà các bạn được xác minh KYC. Cụ thể là việc khi một người xác minh khuôn mặt của bạn thì sẽ chỉ có hai hình ảnh được hiển thị lên để những người trong quốc gia đó xác minh. Khuôn mặt thứ nhất là khuôn mặt được chụp từ tấm hình selfie khi mà bạn xác minh khuôn mặt, và khuôn mặt thứ hai được hiển thị ở trong giấy tờ tùy thân của bạn. Nhưng khi hiển thị khuôn mặt trong giấy tờ tùy thân của bạn thì bắt buộc đội ngũ Bicateam phải dùng hệ thống phần mềm che lại toàn bộ thông tin bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của bạn để nhằm giữ đúng sự riêng tư và bảo mật cho cá nhân bạn. Tiếp theo là mỗi quốc gia đều có những rắc rối và ngôn ngữ riêng, chưa tính những lỗi nhỏ để người ta cần hoàn thiện, như Philippines có đến 8 loại giấy tờ có thể KYC. Và ngoài ra thì họ cũng cần phải đào tạo những người để có thể tham gia vào quá trình xác minh KYC cho các bạn. Vì vậy có rất nhiều công việc cần làm, không phải là ngày 1, ngày 2, hoặc 1 tuần, 2 tuần, hoặc thậm chí 1 tháng hay 2 tháng. Vì vậy B-Network là một quá trình khai thác lâu dài, kiên trì. Cho nên mình chia sẻ video này để cho những bạn mới tham gia hiểu được. Và cũng muốn chúc mừng những bạn hôm qua và hôm kia đã được KYC, và các bạn chia sẻ hình ảnh lên cộng đồng B-Network rất là nhiều. Thì cũng chúc mừng tất cả các bạn đã tham gia vào quá trình KYC. Những cái click mà các bạn tham gia vào quá trình KYC thử nghiệm này sẽ giúp cho Bicateam lọc được những cái lỗi sai sót, cũng như là từ đó hoàn thiện được quá trình KYC. Ok, và đó là toàn bộ chia sẻ của mình liên quan về vấn đề KYC. Mặc dù nó hơi rắc rối và hơi dài dòng, nhưng đó thực sự là những công việc mà nó cần thời gian. Và mình cũng muốn một lần để chia sẻ một cách kỹ càng những cái vấn đề đó. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào vấn đề KYC thì thường chỉ nhìn vào những khía cạnh của bản thân bên trong chúng ta hoặc là bản thân Việt Nam thôi. Nhưng vấn đề KYC nó liên quan đến rất nhiều quốc gia trên thế giới. Hy vọng rằng những chia sẻ nhỏ này sẽ giúp cho các bạn hiểu được phần nào những khó khăn và lượng công việc mà Bicateam đang phải làm. Vì vậy hãy truyền tải nhau những thông tin chính xác và những năng lượng tích cực. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.